Vâng, xin chào bạn. Sau đây đang xin giới thiệu các bạn cần tay Supermai. Cái này chiều dài 4,5 m. Nó hiện nay đang có 3 kích thước 4,5 m, 5,4 m và 6,3 m. Cái màng bọc này là đang xin quấn lại để bảo vệ cần thôi, chống xước sơn. Nhà sản xuất họ quấn. Rồi cháu là bạn xem. Này, xúc về. Chiều dài 4,5 m, độ cứng 5H. Super mai. Cái ngọn 1 ly các bạn. Ngọn xoắn. Ngọn xoắn này. Cái xoắn nhỏ. Đó, xoắn ạ. Người đang vệ sinh tặng kèm thêm phụ kiện kèm theo gồm chì giảm giật, chân cắm phao, lưỡi và nẹp cần phao, ví dụ chặn nữa. Đó. Chọn bộ như này luôn các bạn nhé. Người đang xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đăng Fishing.